Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác có niềm đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay ngày 6 tháng 12, tiếp tục giới thiệu cho các bác một cặp loa giá rẻ, rất đáng để mua, rất đáng để chơi Tết. Vâng, cặp loa trước mắt các bác đó chính là cặp loa Mỹ Pioneer CSG303. Cặp loa này có thiết kế 3 đường tiếng, một bát 30cm gân mút và một loa chung khá là lớn ở trên cùng và một loa chép. Và nó có hỗ trợ một lỗ thông hơi. Và cặp loa này có thông số kỹ thuật như sau: trở kháng là 6 ohm và công suất là 120W trên một thùng loa. Cặp loa đẹp xuất sắc, nguyên zin, các góc cạnh đều vuông vắn, vuông thành sắc cạnh, rất là đẹp nha các bác. Cặp loa của Mỹ chơi rất đa năng, rất là hay, loa xuất sắc mà giá lại rất là rẻ. Đây chính là thông số của nó, trở kháng là 6 ohm và công suất là 120W trên một thùng loa 3 đường tiếng. Và nó cũng khá là dễ ghép âm đi. Hôm nay mà phối ghép nó với chiếc Omni Canvas, em sẽ quay cho các bác. Đây model của chiếc Omni. Cặp loa được sản xuất tại Mỹ và giá của cặp loa thì rất là vừa phải, vừa túi tiền, 6.300.000 đồng. Ngay bây giờ mà xin mời các bác cùng đi vào test chất âm cặp loa. Thank you.
Và em xin được báo giá lại cặp loa Mỹ Pioneer CSG303, còn em đang bán với giá 6.300.000 đồng. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy gọi điện qua hai số điện thoại 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Và khi xem video của bác, hãy để lại một lượt đăng ký kênh để có thể cập nhật cho mình được những video mới nhất, hay nhất từ cửa hàng đăng lên. Em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã xem.